Sau đây là những tin chính sẽ phát trong bản tin ngày hôm nay. Cố tình băng qua đường ray, xe tải bị tàu hỏa tông rụng đầu. Kinh hoàng cảnh xe máy băng qua đường ray bị tàu hỏa cán trúng. Va chạm với xe ben, ô tô con lao lên vỉa hè, suýt tông trúng bà chủ hàng thịt. Cố tình băng qua đường ray, xe tải bị tàu hỏa tông rụng đầu. Vụ tai nạn kinh hoàng này xảy ra tại đường ray Studenka, Cộng hòa Séc. Thời điểm trên, dù đã có tín hiệu cảnh báo nhưng tài xế điều khiển chiếc xe tải vẫn cố tình cho xe di chuyển qua đường ray. Đúng lúc này, hai thanh chắn bắt đầu hạ xuống khiến chiếc xe không thể tiến lên cũng không thể lùi lại. Chỉ vài giây sau đó, đoàn tàu bắt đầu lao đến, tông trực diện vào thùng xe tải. Cú tông ở tốc độ cao khiến chiếc xe tải gãy đôi, các mảnh vỡ văng tung tóe. Được biết, vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 17 người bị thương. Điều khó tin là tài xế xe tải vẫn sống sót và tự mình bước ra khỏi đầu xe. Toàn bộ khoảnh khắc khó tin này đã được camera giám sát ghi lại. Kinh hoàng cảnh xe máy băng qua đường ray bị tàu hỏa cán trúng. Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một nam thanh niên điều khiển xe máy đang băng qua đường ray mà không chú ý quan sát. Cùng lúc này, đoàn tàu hỏa đi tới. Do không kịp phanh xe lại nên nam thanh niên đã bị đoàn tàu đâm ngã rồi cuống vào gầm. Vụ tai nạn xảy ra khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại. Sau khi theo dõi clip, nhiều cư dân mạng đã không khỏi rùng mình khi chứng kiến cảnh tượng này. Đây cũng được xem là bài học đối với những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Khi di chuyển qua khu vực có đường sắt chạy qua, đặc biệt là những nơi không có barrier và đèn tín hiệu cảnh báo, mọi người nên hạn chế tốc độ và chú ý quan sát để đảm bảo tính mạng cho bản thân. Va chạm với xe ben, ô tô con lao lên vỉa hè, suýt tông trúng bà chủ hàng thịt. Vào khoảng 7 giờ 53 phút sáng, ngày 21 tháng 6 năm 2021, tại ngã ba giao giữa đường Yên Ninh và đường Cao Thắng thuộc địa bàn phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đáng chú ý. Một phần diễn biến của vụ tai nạn này đã được camera của nhà dân quay lại. Qua đoạn vi, có thể thấy vào thời điểm trên, chiếc xe ben mang biển kiểm soát 36C-257.85 đang lưu thông trên đường Cao Thắng và rẽ vào đường Yên Ninh. Đúng lúc này, chiếc ô tô con mang biển kiểm soát 30A-616XX đang lưu thông trên đường Yên Ninh theo hướng từ ngã tư Nam Cường đi Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái chạy đến. Hậu quả là chiếc xe ben và chiếc ô tô con này đã va chạm với nhau. Cú va chạm mạnh đã khiến chiếc ô tô con xoay ngang và lao sang lề đường bên phải. Khi lao lên vỉa hè, chiếc ô tô này đã suýt tông trúng người phụ nữ đang bán thịt. Rất may, không có thương vong về người trong vụ tai nạn này. Tuy nhiên, vụ tai nạn đã khiến chiếc ô tô con bị biến dạng đầu xe và sườn xe bên phải. Trong khi đó, chiếc xe ben không bị hư hỏng.